bán cây rau mì chính ạ. Ngoài cái hàng cây giống mà cây cao khoảng tầm 25-30cm thì nhà em còn có cả những cái chậu cây như này ạ. Cây rất là ổn định đảm bảo luôn. Đây ạ. Lá về có thể vặt những cái lá này để ăn luôn được luôn. Và có hoa đây ạ. Đấy, rất là đẹp, cây cực kỳ khỏe đẹp. Chiều cao của cây cao khoảng tầm 70-80cm ạ. Các anh chị và các bạn, mà trong bầu rất to nhá, ổn định đảm bảo ạ. Trong bầu thuần bầu đấy, cỏ mọc đầy đấy. Các anh chị và các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu cây rau mì chính ạ, hàng cây to như này, sống đảm bảo ổn định luôn, thì vui lòng alo ạ, 0977973535 ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn ạ.